Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Pro và mình là Phương đây. Ngày hôm nay thì thực sự rất rất là vui bởi vì sao? Bởi vì mình sẽ mang đến cho các bạn một video phải gọi là À, hiện tại thì có rất là ít người đã làm về sản phẩm này rồi đó chính là chiếc MacBook Pro 16 tại Việt Nam và hôm nay thì mình sẽ cùng chia sẻ cho các bạn sau 24 giờ trải nghiệm MacBook Pro 16 2021 này thì mình sẽ có trải nghiệm như thế nào và suy nghĩ ra làm sao nhá và hiện tại ThinkPro đang có chương trình preorder MacBook 14 cũng như là 16 inch 2021 với mức khuyến mãi siêu siêu hợp lý link tham khảo thì mình sẽ để phía bên dưới video nhá và các bạn ơi các bạn đã sẵn sàng chưa chúng ta hãy cùng đi thôi À, thực ra là ngày hôm qua mình đã định quay một cái video unbox dành cho các bạn rồi tuy nhiên một thế lực nào đó mình đã bận một chút và khi mà mình đi ra thì mình đã thấy rằng là chiếc bóc này đã bị bóc ra rồi các bạn ạ nên là không thể nào quay video unbox cho các bạn được và khi mà nhìn vào sản phẩm này lần đầu tiên ấy chắc chắn rồi ấn tượng của chúng ta sẽ là về thiết kế của nó đúng không Ờ, thì đối với sản phẩm này mình sẽ nhắc lại một chút Nếu như bạn nào mà đang sử dụng dòng MacBook Pro 15 inch 2015 ấy Thì các bạn sẽ có thể cảm nhận thấy rằng là nó được làm theo dạng sexy hơn Nó sẽ vát đều ở phía hai bên đó Tuy nhiên thì đối với dòng MacBook Pro 16 này Thì nó mang đến cho chúng ta một cái thiết kế vuông vức hơn Và bo cong ở bốn cạnh Tức là nó dày đều ấy các bạn Và ban đầu ấy khi mà mình nhìn thì mình vẫn kiểu không cảm thấy là quá đẹp về cái thiết kế này nhưng mà sau khoảng tầm 24 giờ chung sống với nó các bạn ạ thì mình cảm nhận thấy rằng là nó vẫn thể hiện được một sự sexy bên cạnh đó thì cái sự sang trọng đến từ macbook thì chúng ta vẫn luôn được khẳng định rồi nên nếu như đánh giá về thiết kế bên ngoài ấy, thì mình vẫn cảm thấy là nó vẫn xứng đáng là một chiếc laptop được gọi là hàng đầu về tổng quan thiết kế ấy các bạn Thiết kế thì cũng không quá nhiều thay đổi Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái lưu ý mà mình muốn nhắc đến với các bạn ngày hôm nay Khi mà các bạn quyết định mua chiếc MacBook Pro 16 này nhá Đầu tiên đó chính là về màn hình của sản phẩm này là Đối với dòng 14 hay 16 inch thì chúng ta vẫn có một thiết kế với viền màn hình tai thỏ đúng không? Và đương nhiên khi mà mình nhìn thấy cái sản phẩm này thì mình nghĩ rằng là Ủa khi mà trang bị một cái màn hình tai thỏ như vậy Thì chắc là nó cũng sẽ mang lại cho chúng ta những cái trải nghiệm bất tiện Kiểu như là sẽ hơi khó chịu khi mà các bạn giải trí này Hay là các bạn có có làm việc này thì nó cũng kiểu tạo nên một cái khoảng không tự nhiên bị trồi xuống phía dưới á nhưng mà không hề các bạn nha khi mà các bạn được trải nghiệm trực tiếp ấy thì nó lại mang đến cho chúng ta một cảm giác hoàn toàn khác tại vì sao bởi vì khi mà các bạn có giải trí hay là các bạn có làm việc thì cái viền đen của nó thì vẫn rất là bằng phẳng các bạn sẽ có thể nhìn thấy ở đây rất là rõ ràng cho anh em và nó không ảnh hưởng gì đến cái trải nghiệm của anh em cả cá nhân mình thì ban đầu có vẻ là hơi chê chê một chút tuy nhiên thì càng dùng thì mình lại càng cảm thấy rất là hợp lý bởi vì sao các bạn biết không bởi vì Apple họ đã tận dụng được khoảng không gian tức là sao tức là khi mà các bạn có một cái viền màn hình tai thỏ nhô xuống phía dưới như thế đúng không thì cái phần mà nhô đó phía bên phải thì chúng ta sẽ có những cái phần để các bạn có thể cài đặt ví dụ như là Wi-Fi này hay là thời lượng pin này hay là cài đặt những thứ rất là cơ bản thì đều được tích hợp trên cái thanh đó nên là mình cảm nhận thấy là họ tận dụng khoảng không gian cũng rất là hợp lý đấy chứ và cái việc màn hình tai thỏ này thì sẽ khiến cho chúng ta cảm giác được rằng là viền màn hình nó được làm mỏng hơn rất là nhiều và từ đó tăng diện tích trải nghiệm khi mà các bạn sử dụng chiếc MacBook Pro 16 và tất cả những thứ liên quan đến trải nghiệm màn hình xuất sắc như thế nào thì đối với MacBook mình cũng sẽ không nói đến quá nhiều ở đây nữa. Mình sẽ chỉ nói đến một số lưu ý dành cho anh em thôi. Điểm lưu ý thứ hai mình muốn mang đến cho các bạn đó chính là pin sẽ không trâu như lời đồn. À, đối với Apple thì khi mà họ ra mắt sản phẩm này thì thời lượng pin của họ có nói rằng là nó sẽ dao động khoảng tầm từ 20 đến 22 tiếng. Tuy nhiên thì khi mà mình trải nghiệm thực tế, mình có sử dụng những tác vụ từ văn phòng này đến multimedia này cho tới chơi game nhá Thì thời lượng pin của nó sẽ giao động đâu đó chỉ khoảng từ 9 đến 11 tiếng Tùy theo cái nhu cầu làm việc của các bạn Và cái việc mà sạc nhanh ấy thì mình cũng phải công nhận trên sản phẩm này luôn Bởi vì sao các bạn biết không? Bởi vì đối với cá nhân mình lần đầu tiên sạc sản phẩm này nhá Thì mình mất đâu đó khoảng tầm 30 phút để sạc từ 0 đến khoảng tầm 49 50% còn đối với tổng quan để sạc từ phần đến 100% ấy thì mình mất đâu đó khoảng tầm một tiếng rưỡi Nói chung là với một viên pin như thế này thì cái việc mà hỗ trợ sạc chỉ khoảng một tiếng rưỡi là đã đầy rồi thì mình cảm thấy rất là ấn tượng trên sản phẩm này rồi và đặc biệt là nó còn hỗ trợ sạc max khi mà các bạn uh, sử dụng ấy thì các bạn sẽ cảm nhận thấy một điều rằng là nó dính cực cực kỳ chắc luôn đấy các bạn khi, khi mà các bạn lôi đi cẩn thận nhá Nếu mà các bạn chỉ cần vấp vào thôi là nó sẽ kéo luôn cả cái chiếc laptop của bạn đi đó, nên là các bạn hãy nhớ vấn đề này giúp mình và lưu ý khi mà sử dụng sản phẩm này nhá Và thứ ba mà mình muốn nói đến đó chính là về hiệu năng của nó. À, thì đối với sản phẩm này ấy, mình uh, sử dụng của nó chủ yếu là để edit video khi mà mình lên hình như này á, test thử xem như nào. Thì mình có sử dụng trong Final Cut, ném file vô, file 4K nha. Bên cạnh đó thì cũng chèn nhiều những cái effect vào nữa. Tuy nhiên thì kết quả của nó cho ra rất rất là mượt mà luôn. Thực sự nó khác biệt hoàn toàn so với dòng MacBook Pro 16 inch 2019 và ngoài ra nhá mình còn cài đặt quality ở chế độ better performance thì nó vẫn rất là mượt mà luôn nên là những bạn nào mà có sử dụng đến những phần mềm multimedia hay là những dân sáng tạo sử dụng nhiều đến những phần mềm edit video hay là chỉnh sửa ảnh chẳng hạn thì cũng hãy yên tâm về cái sức mạnh của Apple M1 nhá và cụ thể như thế nào ấy thì mình sẽ sâu ở đây cho anh em có thể nhìn thấy rõ ràng nhất rằng là khi mà mình test bằng Cinebench R23 của nó thì điểm số đa nhân của nó lên đến bao nhiêu các bạn biết không lên đến 12.250 điểm. Và bên cạnh đó thì điểm gaming cũng rất là ấn tượng luôn các bạn sẽ có thể nhìn thấy luôn ở đây rồi đúng không nào. Và chưa kể nha mình render video ấy thì thời gian của chiếc MacBook Pro 16 inch 2021 nó hơn hẳn so với thời gian của chiếc MacBook Pro 16 2019 luôn. Và mức độ nhanh như thế nào thì anh em sẽ có thể nhìn thấy rằng ngay ở đây mình sẽ render luôn một file cho anh em có thể nhìn thấy rõ ràng nhất minh chứng nhất. Và đương nhiên khi mà chúng ta ấn tượng về hiệu năng thì điểm thứ tư mình cũng muốn lưu ý cho các bạn đó chính là quạt gió của nó thì uh, các bạn có nghĩ rằng là trên một chiếc MacBook Pro 16 với một cái hiệu năng quá mạnh mẽ như vậy thì quạt của nó hoạt động rất ổn không? Nhưng nếu như những ai mà đang có cái suy nghĩ ấy thì dẹp ngay bởi vì sao? Bởi vì tại đây tôi sẽ chứng minh cho anh em thấy và đối với cá nhân mình khi mà mình sử dụng song song các phần mềm như là Final Cut này hay là đối với phần mềm chỉnh sửa ảnh như là Lightroom chẳng hạn đó uh, và mình chạy rất nhiều những cái ứng dụng xung quanh nữa thì thực sự là mình còn chưa nghe thời tiếng quạt nó kêu luôn đấy các bạn ạ. À. Nói thì lại bảo ngoa nhưng mà nếu như mình sử dụng nhá trên dòng MacBook Pro 13 inch 2017 của mình hồi xưa ấy thì thực sự nó đã quá quá nóng và nó đã kêu kiểu dầm dĩ lên rồi các bạn ạ Và đối với cái phần quạt giảm được tiếng ồn này cũng như là hoạt động hiệu quả hơn ấy Thì Apple cũng đã nói rồi nó thực sự là một sự cải tiến đến từ phần lớn của con chip Apple M1 Tức là khi mà bình thường các bạn sẽ có thể thấy là nhiệt độ của nó sẽ dao động khoảng tầm từ 90, khoảng 90 đến 95 độ đúng không? Nhưng mà đối với sản phẩm này thì nhiệt độ nó lại khá là ổn. Nếu mà mình tạo dùng những cái tác vụ cơ bản thì nó sẽ dao động khoảng tầm từ 45 đến 50 độ. Khi mà các bạn sử dụng những tác vụ nặng kéo dài thì các bạn chỉ cần điều chỉnh quạt lên cái mức cao nhất thôi. Đó thì nó sẽ hoạt động rất là hiệu quả. Và đặc biệt là mình cảm nhận thấy một điều rằng là phía dưới mặt đáy thì sẽ khá là nóng Tuy nhiên thì ở phía mặt trên ấy dường như là không có hiện tượng gì gọi là nhiệt độ nó tỏa lên phía trên đâu Phần khung bàn phím đâu Nên là mình vẫn trải nghiệm rất là thoải mái đối với sản phẩm này Ngoài bốn cái điểm mà mình muốn lưu ý với các bạn khi mà các bạn quyết định mua MacBook Pro 16 ấy Thì mình cũng đề cập một chút đến các vấn đề khác Ví dụ như là loa cũng như bàn phím Thì đối với bàn phím của MacBook Pro 16 thì nó mang đến cho chúng ta một cái bàn phím với hành trình phím ổn Tức là nó không có quá nhiều thay đổi so với thế hệ 2019 Một cái điểm mà dành cho những ai người chơi hệ kiểu ngón tay hơi to một xíu đó chính là về cảm biến vân tay của nó thì đối với cảm biến vân tay của mình nhớ là mình có dùng MacBook Pro 13 thì nó sẽ kiểu hơi nhỏ xinh như này tay mình còn không vừa ấy các bạn mình cần phải thao tác đúng chỗ thì nó mới mang đến cho chúng ta một cái trải nghiệm nhanh chóng nhưng mà đối với chiếc MacBook Pro 16 này thì khắc phục hoàn toàn được điều đó bởi vì nó có một cái diện tích to như là một cái phím thông thường của chiếc MacBook ấy các bạn đó nên là đây là một cái điểm mình cũng muốn đề cập với các bạn luôn và sắp tới thì mình sẽ có một video trải nghiệm lâu hơn một chút để nói ra cho anh em xem là nó sẽ có những cái điểm gì uh, hay nổi bật hay là có những cái điểm gì mà chưa được để cho các bạn có thể quyết định xuống tiền bởi vì thực sự đây là một sản phẩm cũng rất đắt và cần phải cân nhắc rõ ràng. Ok và ngày hôm nay thì mình đã mang đến cho các bạn sau 24 giờ uh, làm việc cùng với MacBook Pro 16 mình cảm thận thấy như thế nào rồi uh, và không biết là các bạn nghĩ sao về chiếc MacBook Pro 16 này và không biết các bạn có chia sẻ gì hay không thì các bạn cũng hãy nhớ bình luận ở phía bên dưới video và đương nhiên nếu như các bạn thấy hay thì đừng quên like share subscribe kênh youtube của Thinh Pro cũng như là like fanpage của Thinh Pro nhé. Bye bye!